Gì vậy? Tổ BD hoặc chết một người đàn ông bởi vì dán sự sói họ. Đáng đời, đáng đời, đáng đời. Đê vũ trụ. Đáng đời. Pim. Anh trai kỳ quá. Thôi vô phần gamer có gì không nè. Gì? Quý sờ mai gà kèo ly xin với thầy giáo ba 500k. Quý này tuổi gì? Trời ơi, anh thầy giáo ba của tôi là bếp ly xin bếp giao solo nè. Quý sờ mai mới nổi, mới nhó lên mà đòi solo với lợ thầy giáo ba của tôi. Em gái gửi gì đây? Linh nhận quà Tết. Gì vậy? Nhận quà cực to vô địch vũ trụ chấm cơm. Ôi em gái tôi ăn Tết tặng quà cho tôi nữa. Thiệt vời em gái ơi, nhận quà luôn. Gõ cửa trời. Đang tập trung. Nhà cũng yên. Giận thiệt. Hết sức giận. Từ từ. Thôi quay đâu vậy? Cái hẹn hò trước đâu? Đồ hả? Bởi giờ học cổ đông rồi. Chúng ta cùng bẫy nát anh Việt nào. Đi. Vô vô luôn má. Vô 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 vô. Gì vậy? Ờ, bác đi xin cái gì xin lùm lùm vô kìa mà. Trời ơi, tôi bị nhẹt đủ tịch nhủ má. Ui, thôi để tôi dọn gì đó mà. Ồn ào. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Vậy đó. Trời ơi, cái quần vậy? Đây có quần đó hả? Có quần này, có quần chùm đầu đây phải gì? Cái áo má. Ui. Má. Vô, 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 bạn ơi. Vô, 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 vô. Gì nữa? Ủa gì nhận quạt nãy vậy hả? Để nhận, để nhận nha. Thần ơi, mày đâu rồi? Lên tao coi. Ok, lên liền, lên liền. Mẹ lên nó bắn tao chết luôn nè. Quýnh vợ quá vậy? Quýnh vợ quá đi. Cứu tao đi coi. Rồi mày đâu rồi Hân? Trời ơi, mày lên tao con ơi. Chết. Bắn đi. Hân đâu rồi? Lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Ê. Thiên mày. Nè. Đứng máy luôn rồi, đứng máy luôn rồi. Pin lên 900 luôn. Trời ơi. Bị dữ vậy? Ủa, sao vậy? Đứng nhắc luôn. Máy thường có bị gì không? Không, bình thường, mình bị bộ à. Máy nó cũng bình thường mà. Máy mình, máy ông ơi, máy tao mới sửa, ngon lành lắm, ngon lành lắm, mua mất con nè. Qua nay có bị gì không? Không, không bị gì hết, kỳ vậy. Chết rồi. Giờ sao đây? Để nhận. Đang tiếng cái Linh nè. Hay là biểu Linh nha. Cái gì nữa? Hồi nãy có cái Linh. Hồi nãy tao nhắn vô cái Linh mua đồ. Rồi, hai thằng đau đớn này. Dính gì chút rồi. Cũng nhờ mày. Mày biết không? Thôi tôi ăn đau đớn. Để tôi nhắn con cát thử. Cát. Where are you? Tôi đây nè. Ủa? Rồi. Ủa? Tôi chưa hình ra hả? Thì rõ ràng đang chơi tao thấy tự nhiên Hưng nó bị đứng máy, đứng im tao biết là mày có vấn đề rồi. Đúng là bạn tốt, đúng là người bạn hiểu mình. Mày giờ sao vậy ta? Đứng im luôn rồi nè. Ai bảo mày nhấp vào link làm cái gì? Suốt ngày nhấp ba cái link. Ủa? Không phải mày à? Nè. Thằng Khứa này à? Nói chung là hôm nay á, thấy mày bị vậy nên thôi tao cũng giúp cho mày cách để có thể khắc phục được cái việc là bị lỗi do mày nhấp vào link. Mà lần sau rút kinh nghiệm đừng nhấp nữa nha. Ok. Đây, nhìn vào đây, chỉ hết cho. Nói chung, chơi game bị lag hay là bị đứng hình có thể một phần cũng là do virus gây ra. Do đó, hãy tải ngay ứng dụng Kaspersky Internet Security. Sau đó mở ứng dụng lên, rồi sau đó bấm vào quét toàn bộ. Thì ứng dụng này sẽ quét toàn bộ máy tính để tìm ra đâu là tác nhân gây hại cho máy tính và cũng như là tiêu diệt nó ngay. Và bên cạnh đó, Kaspersky Internet Security cũng có rất nhiều những tính năng bảo mật khác để cho việc chơi game và cũng như là bảo mật máy tính, dữ liệu của cá nhân trở nên an toàn hơn. Chỉ với các thao tác đơn giản như vậy thôi là đã có thể có được những trải nghiệm mượt mà khi mà chơi game và cũng như là bảo vệ cho máy tính rồi. Đó, được quá đơn giản. Mượt lại luôn nè, trời chạy ngon lành luôn á cách ô. Ok, rồi cùng chơi game tiếp nha, tao về lại phòng của tao đây. Ê nhưng mà đợi xíu, để dọn rác cho mình các bạn. Quạt. Vô, chiến thôi mày ơi. Mượt rồi, quay nét lên việc thôi.